Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ cùng nhau học vẽ nhân vật cơ bản. Và đây là mẫu đầu tiên của chúng ta. Trinh sẽ để hình mẫu ở đây để mọi người có thể chụp màn hình lại, lưu về máy và cùng luyện tập ha. Trước khi vẽ thì các bạn phải chia tỷ lệ cho ảnh ha. Mình sẽ dùng cái phần mềm chỉnh ảnh của iPhone để mình chia tỷ lệ luôn. Sau khi nhấn Edit thì mình sẽ nhấn vào cái phần nút tròn ở bên góc phải ha. Sau đó nhấn vào Markup. Rồi mọi người sẽ thấy nó xuất hiện một loạt những cái hình cây bút và cây thước. Thì mình sẽ bấm vào cái hình cây thước ha. Sau đó mình sẽ chia tỷ lệ giống thẳng từ giữa trung tâm móng ha. Rồi mình bấm vào hình cây bút và mình kéo một đường thẳng xuống. Sau đó giống cây thước nằm ngang qua hình trung tâm móng. Rồi mình cũng bấm vào cây bút và mình kẻ ngang qua. Đối với những bạn mới học thì Trinh khuyên là mọi người nên chia tỷ lệ ở tất cả các mẫu nha. Nó sẽ giúp mình hình dung cái mẫu tốt hơn. Và khi mình vẽ lên móng nó cũng tiết kiệm thời gian hơn và mình vẽ được chuẩn hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ nha. Đầu tiên là sơn nền trước. Sau đó Trinh muốn mọi người nhìn vô móng và hình dung tưởng tượng ra cái mẫu khi mà mình vẽ lên móng nó sẽ nằm từ đâu tới đâu ha. Sau đó mình sẽ bắt đầu vẽ hai trục tỷ lệ như trong hình mẫu. Rồi bắt đầu nối các điểm này với nhau để tạo nên cái khuôn mặt tròn của em bé ha. Sau đó sẽ lấy màu tô đầy vào khuôn mà mình đã định hình. Sau khi tô thì cả nhà nhớ viền lại cái phần ngoài để cái khuôn mặt em bé nhìn tròn và đều ha. Sau đó là mình sẽ vẽ hai cái lỗ tai nhỏ cho em bé. Sau rồi thì mình sẽ cho vô đèn hơ tầm 30 giây nha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hai mắt cho em bé nha. Trước khi vẽ thì mình sẽ đánh dấu hai điểm trước để cho hai cái mắt của em bé được đều ha. Sau đó rồi mình mới bắt đầu mình tô vô trong. Cái này các bạn có thể dùng cây chấm bi cũng được ha. Trinh sẽ vẽ miệng và mũi cho em bé luôn và cho vào đèn hơ khoảng 20 giây. Rồi bây giờ Trinh sẽ đi viền khuôn mặt cho em bé ha. Thì khi mà các bạn viền các bạn nhớ là mình sẽ đi từ phía bên trái trước. Tại vì khi mà mình đi phía bên phải trước, nhiều khi mình đi phía bên phải xong rồi mình đi viền phía bên trái thì cái ngón tay trụ của mình á thì nó hay bị dính vô cái phần phía bên phải đó, nó sẽ làm nhòe đi. Thì Trinh khuyên là mọi người nên đi từ trái sang phải ha, để tránh cái trường hợp mà nó bị nhòe rồi mình phải vẽ lại. Các bạn nhớ chuốt cọ kỹ để cái nét viền của mình được đều và mảnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình viền phía bên phải nha. Thì một lưu ý cho các bạn là khi mà mọi người viền, mọi người nhớ đi lại cái đường mình đã viền ở phía bên trái, rồi tiếp tục mình nối vô cái phần bên phải. Thì cái cách mà mình đi lại cái đường cũ như vậy nó sẽ giúp cái nét của mình được mảnh, được đều và nó không có bị đứt đoạn. Sau đó Trinh sẽ tiếp tục sử dụng màu đen để mình vẽ cái chùm tóc cho em bé luôn. Trinh sẽ sử dụng một màu thạch hồng để làm cái má hồng cho em bé ha. Mình cũng đánh dấu hai vị trí hai bên trước để cho cái má hồng nó được đều. Rồi sau đó mình sẽ lan từ từ ra và dùng một ít bay để tán ra cho cái má hồng nó nhìn đều và tự nhiên nha. Bỏ vô đèn hơ 60 giây và lấy ra mình sẽ đi top nha. Đi top thì mình sẽ hơ đèn 120 giây. Rồi đây là kết quả của mình ha. Các bạn cố gắng luyện tập để làm sao mà những cái đường nét của mình nó rõ, nó nét, nó mảnh và nó không có bị đứt đoạn quá nhiều. Trinh cũng có những cái clip hướng dẫn các mẫu từ dễ đến khó về vẽ nail nhân vật ở trong kênh của mình, thì các bạn có thể vào kênh để xem ha.
Các bạn có câu hỏi gì có thể để dưới phần comment nha. Trinh sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video clip dạy nail miễn phí từ Trinh nha. Cảm ơn cả nhà đã xem và hẹn gặp mọi người trong video clip tiếp theo nhé.